Ok, lời xin chào tất cả mọi người, tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấn Hạo TV. Thì ok anh em, ngày hôm nay chúng ta sẽ được theo dõi một cái trận đấu của Sella kết hợp với một tuyển thủ của Tuấn Ngọc, đó chính là Hùng BC. Thì sắp tới là Tuấn Ngọc cùng với Sella cùng với Hùng BC sẽ tham gia giải đấu của anh bình luận viên Việt Thắng và sẽ là cố gắng và giành chiến đấu trong top 1 để giành giải vô địch. Thì ok, thì ngày hôm nay là Sella sẽ kết hợp với một tuyển thủ là của bên Tuấn Ngọc là Hùng BC là 2v4 để luyện tay, để xem trình độ tay của Sella, của Hùng BC, của tuyển thủ của mình là dạo này có lên tay hay không, để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới của anh Việt Thắng. Thì mọi người đừng quên là like, subscribe, chia sẻ kênh YouTube của Tuấn Ngọc để thông báo những clip mới nhất mọi người. Thì ok, chúng ta quay trở lại trận đấu nào. Thì ngay tức Sella đã gục được một tuyển thủ ở bên team 4 rồi, quá là khét luôn anh em ạ. Khá là căng thẳng này, và alo của Sella được kích hoạt rồi. Càng đấy, hôm nay trận này Sella cùng Hùng BC là lâu rồi không bắn, là có bị xuống tay hay không. Thì tôi nghe nói là giang hồ đồn là dạo này Sella đang viết giáp anh em ạ. Sella dạo này đang chuẩn bị ra một bài giáp, ra một MV rap về Sella anh em ạ. Anh em mà chịu có follow và theo dõi kênh của tôi cũng như kênh Sella để được đón chờ sản phẩm mới ra nhất của Sella nhé anh em. Đó, chúng ta cùng đến trận đấu nào. Sella sẽ đấu với team bên kia, team 4 có cả tuyển thủ Văn Huỳnh anh em ạ. Khá là căng đấy. Văn Huỳnh là một YouTuber khá nổi tiếng đấy. Hôm nay là Văn Huỳnh tham gia giải đấu được anh Tuấn Ngọc mời về thì khá là căng. Sella, trận này Sella có là vua lục bạc như ngày xưa hay không? Vì lâu rồi Sella không thấy bắn anh em ạ. Thì Hùng BC phải làm xuống rồi, chỉ là mình Sella thôi. À, cố lên nào Sella ơi. Sella dạo này trình độ tay Sella như nào rồi? Vì lâu lắm rồi không gã Sella bình luận kèo, thì hôm nay là gã được Sella bình luận một kèo. Đấy, xem là có căng thẳng anh em ạ. Đấy, tại vì lâu rồi không bình luận nó Sella. Sợ Sella em nó xuống tay là tôi lại gại em nó một kèo cho nó luyện tập tay chuẩn bị giải đấu sắp tới em ạ. Đấy, thì mọi người cùng cố gắng là theo dõi và đón xem những trận đấu của mình cũng như của Sella nha mọi người. Thank you mọi người nhiều. Nào, bắn đi Sella ơi. Cố lên nào. Nào, gặp hai người rồi. Vòng bo cuối cùng rồi, hai người, cân được không? Sella có cân được không? Rồi. Hay thế nhở. Ôi. Toang rồi. Sella đã phải nằm xuống rồi. Bên team 4 khá là căng. Hay là Sella dạo này xuống tay thật anh em. Tôi nghĩ là Sella trận đầu thử Sella nhả anh em ạ. 2 cân 4 tôi nghĩ là Sella thừa sức làm được. Tôi khẳng định anh em luôn, Sella 2 cân 4 Sella thừa sức làm được luôn. Có vẻ như Sella và Hùng BC đang bàn cái gì, thấy mic của Hùng BC đang hoạt động rung này. Đang bàn chiến thuật thì phải anh em ạ. Và ok, chúng ta cùng đến với round đấu thứ 2 sang vị trí Hùng BC. Sấy là có những đường đạn vào đầu là có đến từ vị trí Hùng BC. Gặp Văn Huỳnh rồi, sấy tiếp tục sấy thì Văn Huỳnh phải bỏ chạy ngay mất cả dép anh em ạ. Căng thẳng đấy Hùng BC ơi. Hùng BC bị Văn Huỳnh đáp trả và Hùng BC đã phải cuốn máu rồi. Skyler đã bị dính nhưng Hùng BC cuốn kép cực kỳ nhanh và đã phải cuốn máu. Trong khi đó Sella ngay lập tức xuất hiện và khiến cho Văn Huỳnh phải làm số rồi. Trong khi đó thì bạn VHLA đấy đã bắn Sella phải cuốn kép và phải cuốn máu rồi. Khá là căng đấy, bên team 4 của team của Văn Huỳnh khá là căng em ạ. Đấy, tuyển thủ Văn Huỳnh khá là căng đấy, không phải dạng vừa đâu. Rồi, sấy là có, lại tiếp tục sấy. Cuốn keo cực kỳ nhanh gì đến từ những tuyển thủ từ vị trí của team Văn Huỳnh. Rồi, Sella đang cố gắng xông vào keo rồi. Di chuyển rất là mượt mà. Hùng BC ngay lập tức thì đã hạ gục một tuyển thủ ở bên phía của Văn Huỳnh và giành cho ra là một trận thắng. Tôi tin mà tôi đoán không sai mà anh em. Trận đầu Sella và Hùng BC nhả thôi. Sella 2v4 ý, nói thật với anh em ấy, quá dễ. Nhưng mà không anh em ạ, không phải là vì dễ đâu, nhưng mà tôi muốn thử thách Sella. Dạo này Sella nó có luyện tập hay không, hay là Sella nó lười nhác, nó mải mê viết giáp cả yêu đương con em gái tôi không được anh em ạ. Phải tập trung vào luyện tập bắn anh em ạ. Và ok, chúng ta cùng đến với round đấu thứ 3. Vừa vào round đấu lại có những đường đạn phun đỏ vào đầu, không phải khen nhưng nó thật mà Sella bắn vẫn khét anh em ạ. Không luyện tập là thế nào anh em ạ? Tôi bắt là Sella phải luyện tập. Bảo Sella phải luyện tập, muốn yêu em gái của anh ý phải luyện tập vào, bắn thật là hay và không là tôi bắt là chia tay ngay đấy anh em ạ. Rồi Sella xử lý cực kỳ tốt và trong khi đó thì Văn Huỳnh và Bella phải làm xuống rồi. Chỉ còn lại Thư AV cùng với bạn Cool Master thôi. Cool Master, đấy Sella phải cuốn máu rồi. 1v2 Hùng BC phải làm xuống từ vừa nãy rồi. Cố lên nào Sella. Em rể đấy. Mày bắn mẹ hay cho cưới, không không bắn không hay không cho cưới tiền xu đâu anh em ạ. Cố lên nào. Ai già, gặp ngay Cool Master rồi. Cool Master nó khá là lảo đảo đấy. Gạ đấm. Gạ đấm như Sella chỉ thích dùng súng thôi em ạ. Súng của Sella dài lắm, bắn chuẩn lắm thì gạ đấm làm gì. Ai là hai người đang công Sella thì Sella rất khó xử đây. Sấy là có. Rồi tiếp tục sấy rồi. Ngoài bo rồi, Sella đã phải làm xuống dưới tay súng của Thư AV. Càng đấy em ạ. Thư AV cũng không phải dạng vừa ấy. Càng đấy. Được đấy, đánh giá cao đấy. Được.
Và ok, chúng ta cũng đến với round thứ 5 này. Thì round thứ 5 này sẽ là công về phía khu vực cánh trái của mình. Ngay lập tức gặp cô gái tên là VHLAA thăng hỏi chấm. Thì hỏi chấm làm cái gì? Thì Sela lại đấm cái khẩu súng vào mồm bây giờ. Bắn đi em, ôi giời ơi, em này em mắc rồi. Sela phải làm xuống đi, học súng của em gái VHLA rồi. Chỉ còn lại một mình Hùng BC thôi. Hùng BC là tuyển thủ mà tôi rất là cưng chiều, và tuyển thủ là tôi là gọi là phải gọi là em trai của tôi đấy. Úi giời ơi, phun đỏ. Úi giời ơi, lại là những đường đạn phun đỏ anh em ơi, ôi giời ơi. Rồi, gặp Văn Huỳnh rồi. Xây nào, Văn Huỳnh lại phải làm xuống rồi, giọng xuống của Hùng BC. Hùng BC bắn gắt đấy em ơi, anh là anh luôn hy vọng của em. Rồi, chỉ còn lại một mình là Cool Master ở phía bên ngoài rồi. Phía bên ngoài kia là Cool Master. Xây là có, xây cực gắt, Hùng BC đáp trả lại bằng những đường kẹp cực kỳ gắt. Và VHLA làm xuống rồi. Cool Master tiếp theo. Có phải Cool Master là người làm xuống tiếp theo hay không? Hùng BC xử lý đi em. Cố gắng lên nào, khẳng định cho anh thấy không làm tôi thất vọng. Hùng BC đẳng cấp cùng với Sela là sự kết hợp hoàn hảo luôn. Và ok anh em, đến với round đấu thứ mấy nhỉ, thứ 5. Ngay lập tức thì Sela gặp ngay thứ AV và kể cả GAV thì cũng thế thôi anh em ạ. Làm xuống ngay lập tức dòng xuống của Sela, quá hay. Hùng BC thì gặp Văn Huỳnh và đáp trả cho mình. Văn Huỳnh lại phải làm xuống, quá hay. Có vẻ như là em rể cùng với em trai của mình là bắn khá là khét đấy. Tôi đánh giá hai đứa này vẫn ok em ạ. Khi mà khoảng thời gian gần đây tôi đang khá bận trong một số công việc của công ty cũng như công việc của cá nhân, thì gần đây thì hôm nay tôi mới bình luận lại được cho anh em. Thì anh em đừng quên là like, subscribe, đăng ký kênh của tôi cũng như kênh của Sela, kênh của Hùng BC để nhận được thông báo những clip mới nhất, hot nhất và đẳng cấp nhất nha mọi người. Và trận đấu vừa rồi thì Sela lại là người chiến thắng em ạ, quá hay. Và ok, chúng ta cũng tiếp tục với cái round đấu thứ 6 này. Thì Sela bất ngờ mất mạng và phải nằm xuống rồi. Mạng miền núi ơi, mạng ở Sela là miền núi anh em ạ. Mạng miền núi là mất mạng, phải làm xuống rồi. Ai vừa hồi phục mạng thì còn lại một mình Hùng BC thôi. Hùng BC sẽ phải xử lý như thế nào đây? Hùng BC ơi, phía bên ngoài kia là bốn người là cao thủ của Văn Huỳnh đấy em ạ. Văn Huỳnh không phải dạng vừa đâu, và ngay tức thì bốn người đã khiến cho Hùng BC phải nằm xuống. Umbala, là đầu thứ 7 chúng ta đã bắt đầu rồi. Ngay lập tức Sela gặp bạn thư AV, và thư AV là phải làm xuống là một điều khá là bình thường em ạ. Quá dễ Sela. Thư AV cũng được xử lý khá lỗi. Trong khi đó ở phía bên ngoài kia, hình như Sela đã nhìn thấy người nào đó. Chính xác rồi, Sela đã nhìn thấy người. Đó là nhìn thấy Cool Master anh em ạ. Nhìn thấy Cool Master rồi, Sela xử lý như nào ấy. Sela rút về gặp Văn Huỳnh. Ôi giời ơi. Gặp Văn Huỳnh rồi. Rồi, Sela gặp Văn Huỳnh. Cái đó Sela đã bị bắn ở từ vị trí phía sau. Bé la Sela có vào đường tung kéo lỗi. Bé la chơi cá phe bên đây và rút về rồi. Vòng bo đã thu hẹp rồi. Cố lên là Sela. Sau khi mất mạng Sela có trả thù được không? Mất mạng thì trả thù ơi khó, mà ngay tức Sela đã bị Cool Master làm đưa Sela làm xuống rồi. Ôi trời ơi. Chỉ còn lại mình Hùng BC thôi. Hùng BC có cân lại được Văn Huỳnh và thư AV không? Văn Huỳnh gặp Sela. À đâu, Văn Huỳnh gặp Hùng BC rồi. Thấy rồi, ôi trời ơi. Rồi. Gặp thư AV Văn Huỳnh rồi. Hùng BC vẫn rất là bình tĩnh. Và nó rất là bình tĩnh em ạ. Hùng BC rất là bình tĩnh luôn. Rồi, gặp thư AV và thư AV khiến Hùng BC lại phải làm xuống rồi. Căng thế nhờ. Team của Văn Huỳnh không phải đang vừa đâu anh em ơi. Và ok anh em ơi. Thì chúng ta đến với round đấu thứ 8 nào. Sela bị móc ở từ vị trí ở phía sau. Skyler là có vẻ như cô gái tên là VHLA chơi khá là gắt anh em ạ. Gắt đấy, bắn cho Sela phải dụng chấy em ạ. Sela thủ cực kỳ nhanh và chưa ngay bộ giáp và cũng như là bộ máu của mình. Gặp ngay bé la cùng với thư AV thì Sela có làm gì được hay không? Ôi giời ơi, căng đấy. Và ngay tức thì VHLA phải làm xuống rồi, còn thư AV thôi. Hùng BC đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, thì bên kia Hùng BC đã cũng khá là nhiều người. Thư AV đã phải làm xuống hạ súng của Sela rồi. Ôi, quá gắt anh em ạ. Quá hay, và ngay tức Văn Huỳnh phải làm dừng dưới học chúng của Sela. Có vẻ Sela khá là cay rồi, 4 đều rồi anh em ạ. Và ok anh em, chúng ta cùng đến với đợt đầu thứ 9 của chúng ta ngày hôm nay. Ôi trời ơi, không biết là Sela có lật được kèo không? Khi mà tỷ số đang là 4 đều và những đường đạn phun đỏ thì vị trí của Sela khi cho chúng ta phải mãn nhãn ngay lập tức. Và tôi đánh giá khá là cao Sela này. Khi mà mấy hôm trước thôi thì Sela đang bận viết rap, thì hôm nay tôi bắt nó vào và thi đấu đi. Ông viết rap nhiều là ông xuống tay đấy, ông phải vào thi đấu chứ ông không bắn ăn đâu. Và Sela ngay lập tức vào tham gia giải đấu, trận đấu của anh Tuấn Ngọc, thì chứng minh cho anh Tuấn Ngọc thấy này, kể cả Sela viết rap và Sela bắn vẫn khét anh em ạ. Rồi bên kia bên ngoài kia thì em đã phải làm xuống rồi. Sela nó phải cuốn máu rồi. Đang nghe tiếng động phía bên ngoài. Skyler từ vị trí của VHLA, có vẻ như là VHLA khá là cay đấy. Cay rồi, cay Sela rồi.
quyết tâm hạ gục Senna. Cool Master ở phía vị trí bên ngoài gặp Senna rồi, Senna cuốn keo rất là nhanh khiến Cool Master khó mà có thể tiếp cận được Senna các bạn. Sấy là có Cool Master và nằm xuống, trong khi đó thì Hùng Messi là làm rất tốt nhiệm vụ của mình và Văn Huỳnh vẫn nằm xuống theo cùng với tất cả là Cool Master. Và Senna giành được trận thắng trong cái đấu này, và Senna giành được trận thắng là khiến tỷ số dẫn trước là 1 điểm. Và ok, ra đầu thứ 10 chúng ta được chính thức khởi tranh rồi. Senna bị sấy từ phía sau đáp trả cực gắt, Senna không đáp trả được và phải cuốn keo. Trong khi đó thì em gái tên La đứng ở phía bên trí bên ngoài sấy Senna phải cuốn keo và cuốn máu ngay lập tức anh em ơi. Ở phía bên ngoài kia khá là căng thẳng, Senna đang rất là bình tĩnh ở phía vụ trong keo đang chờ đối thủ sơ hở là cướp ngay mạng đấy. Senna phải làm xuống lao xuống của hai người sấy cùng một lúc thì khó mà có thể chống cự lại được anh em ạ. Chỉ còn lại Hùng BC, hai người này là hai tuyển thủ mình rất là kỳ vọng đây anh em ạ. Cố lên nào Hùng BC, cố lên nào Senna ơi. Hùng BC bị bắn và Văn Huỳnh cướp ngay mạng của Hùng BC, tỷ số là 5-0. Ôi trời ơi, gắt đấy. Và ok, round đấu thứ 11 của chúng ta chính thức khởi tranh. Và Senna đã tìm cho mình được một vị trí khá là an toàn rồi. Sấy là có và lao nhưng đã có những cái đạn vào đầu khiến cho cô gái tên La đã phải là lìa xa cõi đời anh em ạ. Ôi trời, nói thế thôi nhưng mà chưa lìa xa đâu anh em ạ. Đang lẩn trốn thôi, lại cố gắng tiếp cận Senna và đang ra định móc Senna tiếp đây anh em ạ. Rồi Senna đoán được rồi. Senna đoán được vị trí của Venala rồi. Sấy là có và ngay lập tức cô gái tên La đã phải làm xuống. Rồi. Tiếp tục nào, những round đấu cuối cùng, round đấu rất là nhạy cảm. Hùng BC phải làm xuống dao họng của Thư AV. Rồi, cứu không? Không cứu, ngay lập tức hạ gục Thư AV và trận đấu chúng ta đã phải kết thúc round đấu này. Chứ thì trận đấu kết thúc là sao được anh em? Rồi, 6-5 rồi, chỉ cần Senna thắng một trận nữa thôi này. Trận này Senna thắng một trận nữa thôi này là khẳng định luôn, Senna chưa bao giờ thua. Có thể anh em trêu em thì thôi, chứ ai chẳng có lúc thắng lúc thua. Và ok, round đấu thứ 12 chính thức khởi tranh. Senna liệu trận này có Senna có chấm dứt trận đấu là luôn hay không? Là chúng tôi đang rất chờ đợi là Senna có chấm dứt luôn hay không anh em ạ. Khi mà hay là đẩy team Văn Huỳnh gỡ để cho trận đấu thân kịch tính anh em. Rồi, ngay lập tức hạ gục một người, phun đỏ, quá hay. Rồi Senna tiếp tục gặp người thứ hai là đã nhìn thấy vị trí của người thứ hai rồi. Đó là thư AV phải làm xuống rồi. Senna bị công ở phía đằng sau, rất bình tĩnh và chạy lên phía trước để lé đạn. Rồi, phía trong nhà là Văn Huỳnh, Văn Huỳnh treo ra khỏi nhà. Bị Senna tấn công, Văn Huỳnh đang rất cẩn thận rồi. Cẩn thận, bùa những đường đạn vào đầu. Không phải là phun đỏ nhưng mà là những đường đạn vào đầu. Văn Huỳnh sơ hở và Văn Huỳnh đã phải làm xuống rồi. Từ đó chỉ còn lại là Vela. Rồi, gặp Vela anh em ơi. Bắn đi nào, Senna, ôi Senna phải làm xuống rồi. Senna làm xuống rồi, chỉ còn lại Hùng BC thôi. Hùng BC có đem lại danh dự được cho Senna hay không? Đem lại trận thắng này luôn hay không? Hay là để hòa 6 đều đây anh em? Anh tin Hùng BC. Anh tin em Hùng BC ơi, cố lên nào. Chấm dứt trận đấu này đi em ơi. Nên là chỉ có lại Vela thôi. Chỉ có lại Vela thôi. Vela xử lý khá tốt đấy, kéo cực kỳ nhanh. Đánh giá tốt Vela đấy. Nào. Sụp là có, đáp trả cực khắt. Sửa giáp. À, lốc kích hoạt rồi. Vòng bo đang thu hẹp và Vela đã phải rút khỏi rồi. Khả năng cao là chi? Đo bo. Bo đốt vào những đạn vào đầu. Bo đốt vào những đạn vào đầu. Hùng BC ơi, cố lên nào. Vela ơi, cố lên em. Rồi. Cái gì đến nó cũng phải đến anh em ạ. Trận đấu chúng ta là phải kết thúc. Hùng BC, Senna giành chiến thắng và chúc mừng hai em. Và clip chúng ta thì phép kết thúc tại đây và mọi người đừng quên like, subscribe chia sẻ kênh YouTube của mình cũng như kênh YouTube Senna để nhận được thông báo những clip mới nhất nha mọi người. Bye bye mọi người. Cuối cùng quay đã xong.